Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 38 hôm nay 8 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Tán thành việc đầu tư chương trình, song từ thực tế khó khăn trong giải ngân đầu tư công thời gian qua, đại biểu đề nghị chính phủ cân nhắc điều chỉnh mức phân bổ kinh phí theo hướng tập trung nhiều hơn cho giai đoạn 2028-2030, xác định rõ nguồn vốn thực hiện chương trình năm 2025. Đối với lại lĩnh vực mà có tính văn hóa và có cái yêu cầu cao và đảm bảo cái chuẩn mực như là lĩnh vực văn hóa thì cái việc mà chi một vài chục tỷ hoặc là 1, 2 và 300 tỷ cũng là rất là khó khăn và cũng cần rất nhiều cái sự chuẩn bị, cũng rất là nhiều thời gian. Đây là cái quan ngại của chúng tôi về cái việc mà nếu như chúng ta bố trí một cái quy mô lớn, trong khi đó cái khả năng giải ngân của chúng ta trong thực tiễn mà không thực hiện được, hoặc là chúng ta làm đồng loạt thì điều này sẽ gây ra cái nhiều cái rất là quan ngại. Đánh giá đây là dự án có quy mô lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị cân nhắc tính hợp lý trong bố trí vốn, thời gian chuẩn bị khung chính sách để đảm bảo khả thi. Như ba chương trình mục tiêu quốc gia vừa rồi làm 2 năm mới xong, bây giờ các đồng chí có cấp tập làm 1 năm. Thế mà bây giờ bảo là Quốc hội tháng 11 thông qua, trong còn có tháng 12 mà chuẩn bị đầu tư với xây dựng khung chính sách. Tôi thấy cái này nó không khả thi. Đấy, cho nên đề nghị cân nhắc cái chỗ này. Bây giờ Bộ Kế hoạch có tiền không? Bộ Tài chính có bố trí được không? Xong rồi là các cơ quan xây dựng nghị định, thông tư rồi hướng dẫn chương trình có làm được không? Địa phương có làm được không? Có giải ngân được không? Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá lại khả năng bố trí nguồn lực thực hiện chương trình, tổng thể chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2025-2030. Chương trình đầu tư này thì tôi nghĩ hướng theo cái mới là phân cấp, phân quyền, cái gì trung ương làm, cái gì địa phương làm, thì trung ương chỉ là giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, định hướng cho địa phương làm cho nó tốt. Thì tôi thấy là chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo là thể hiện quyết tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bổ sung hồ sơ ý kiến của cấp có thẩm quyền đối với những nội dung cần xin ý kiến. Tiếp tục rà soát mục tiêu của chương trình, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của từng giai đoạn, đảm bảo tính khả thi, có tính chất đột phá.